băng ghế cổng tay sau 3 x 10 thì các bạn còn một cái băng ghế như thế này đây. Chúng ta sẽ chống cái chân của các bạn lên đây, tay các bạn giữ vuông góc. Rồi cái tay của em nè, lưu ý cái chỗ cái khuỷu tay nè, cầm cái cục tạ nhỏ thôi, khoảng 1,5 kg là đủ nặng đủ chết với các bạn học này rồi. Giữ cái lưng thẳng nha, hơi cong nhẹ cái người lên, lưng cái lưng lên một chút, cắp khuỷu gối xuống à? Khuỷu nhẹ gối xuống, đưa cái mông lên phía sau, giữ cái khuỷu tay ở đây, tổng ra nè, một giữ lại, đừng để bị bẻ cái cổ tay gì nha, đừng để bị bẻ gì, giữ cứng cổ tay lại, tổng ra, hai chậm thôi, co vô lại, ba chứ không có quăng xuống gì, ok như thế nào, giữ ba tập tay, còn phải tập trung. Rồi, mỗi bên 10. Ok, tự nhiên đứng đó mình căng thẳng. Mỗi bên 10 nha các bạn. Rồi xuống đi. Là lớp làm đổi cho anh không? Hay là chỉ một bên thôi? À, đổi bên chứ. Em tập bên nào trước? Lộn bên rồi, bên tay phải thì chân để lên, chân chân kia để qua bên này. Rồi, xuống. Rồi, đúng rồi. Rồi, thu về, đầu gối để vuông góc, chân này nhích lên trước một chút, rồi trụ chân xuống một chút, rồi vậy đó, rồi đúng rồi, lưng lên, lưng lên, rồi 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 rồi, rồi. đưa hông lên, đưa hông chuyển lên, rồi đó chống khuôn á, rồi giữ vậy đó, rồi tay kéo lên, giữ đây nè, giữ cái khuỷu tay ở đây, giữ khuỷu tay, giữ yên khuỷu tay chỗ tay anh, rồi co lại đi, rồi cổng ba, đúng rồi, bàn tay coi, ba cái thở hít nè, thở nè, bốn nè, năm nè, đúng rồi, sáu nè, các bạn, bảy nè, vô cơ chưa, đó, cơ luôn nè, tám nè, tập cho lên trụ luôn, chín, mười, ok đúng rồi, đổi ba. Ai nói phần này quá? Đúng rồi, chính xác, sẽ vô phần tay sau ở phần lưng một chút. Rồi tiếp nè, co lên, co lên, giữ khuỷu tay trên, đúng rồi, tay được chạm chạm vậy thôi, đó, đúng rồi đó, đó, thế thôi. Đó, đúng rồi đó em. Vô không? Vô không? Vô lắm lắm luôn đúng không? Rồi tiếp hiệp 2. Đó bài này chậm vậy thôi, tập nhẹ vậy thôi, không cần anh này. Nói anh nó có muối ở đây, với muối ở đây rồi. Rồi ok muối. Thu chân trụ tới trước một chút em. Rồi ok đúng rồi. Rồi đó đúng rồi, rồi tay cao, rồi tổng. Chính xác. Giữ khuỷu tay cao hơn nữa cho anh. Rồi ok. Rồi tống ra đi. Đúng rồi, co từ từ vô lại. Cảm nhận dùng cơ điều khiển. Đó đúng rồi, lên muối rồi đó. Thế là mình học cách nén cơ đó. Rồi ngay cả điều 2 là không ngăn rồi. Rồi đi, rồi đi. Để sao vô. Tống ra rồi. Đó, sẵn cái tay cơ luôn. Đó, cơ nè, cơ là sẵn rồi đó. Đó, sáng. Nào ông đặt tốt, hai hiệp mấy phút, mới 5 phút à? Hả, hai hiệp 5 phút hả? Tập tay mà
tầm đi ngâm mồ hôi nữa. Chuyện hành thực tế. Chân 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 nhấc lên. Đúng rồi. Khuỷu tay cao lên, khuỷu tay cao. Đó, nó mới sẵn vô đó. Chắc giữ nguyên mức này đi ha, hiệp 3 cặp tập tới 15 thử coi. Gồm hít thở sau vô à. Rồi bây giờ em thử mạnh hơn, tống ngang ra dữ lắm à, có lực mình thử ra. Giữ lại không, giữ lại, giữ à, giữ 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 cái này chưa yên. Ok, tôi chạm lại đi. Ok, à, em không quen điều khiển nhanh như vậy. Rồi tiếp tục. Đó, trụ cái cơ nó rung rần rần không kìa. Ca khuỷu tay lên, ca khuỷu tay lên. Rồi, ok, đổi bên. 10 cái là hết rồi. 1 cái tập nó sẽ có sự nhẹ nhàng chứ. Em đòi như mấy thằng như anh. Mày mà, thử. Thường nó sẽ lâu vậy đó. Em khét khuỷu tay vô bụng em chút, đặng đưa ra sao á. Đúng rồi. Hạ cái lưng dưới xuống một chút. Không rồi.